Đây là giống nho mới ở Việt Nam nè. Đây là nho ngón tay màu hồng của Nhật, đem về Việt Nam trồng rất có năng suất và màu rất là đẹp nha. Có khả năng là mọi người lần đầu tiên thấy cái giống nho này. Đây, nho ngón tay màu hồng của Nhật trồng tại Việt Nam. Giống này thì giòn, giòn tan luôn và rất là ngọt. Và hiện tại là ở Việt Nam chưa có giống nho nào mà không hạt hết, nên là mọi người mà ra chợ mà nghe kêu nho Ninh Thuận không hạt, nho Phan Rang không hạt là mọi người bị lừa rồi. Đó là do nho Trung Quốc đó, nho xanh Trung Quốc đó, nho hồng Trung Quốc và nho đỏ Trung Quốc đó. Đây, những cái chùm nè mọi người coi nè, giống nho của Nhật á thì nó trái nó rất là đẹp, trái nó màu hồng nó rất là đẹp. Đây, coi những cái chùm nè, đã không, cả ghiền luôn á. Đây, đẹp ghê luôn á. Đây nè, đây nó chín đỏ nè. Cái vườn này thì theo chủ vườn nói là khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu thu. Đó, để mình lựa trái xấu xấu luôn coi. Nho này không khoe trái giống như nho xanh đâu nha. Nho này nó cứ lấp lấp vào lá, nhưng mà nó cũng nhiều trái lắm. Giống nho này thì nghe mọi người nói là trồng nó cũng hơi khó hơn, tại vì là giống này giống nhập á. Giống này giống nho nhập của Nhật. Ngón tay màu hồng. Nó không có dài giống như ngón tay ở nước ngoài đâu, nó chỉ ngắn ngắn thôi nhưng mà nó dài dài, người ta gọi là nho ngón tay. Đây. Đó, những cái chùm nho nè. Nó cũng to lắm mà to mà nó dài. Đây. Đây là nho ngón tay Nhật. Màu hồng. Cũng nhiều trái lắm nha. Đây xung quanh em nè, em cho mọi người coi nè, đó. Chín hồng. Ghiền luôn. Phải bữa em phải qua Nhật một lần hoặc là qua Hàn Quốc một lần để đi quay mấy cái vườn nho mẫu đơn và nho xanh rồi đó. Cho mọi người xem nho rượu rồi đó. Rồi, hiện tại ở Việt Nam là tạm thời là chập chật ở đây. Việt Nam thì hiện tại là chưa có nho không hạt. Đang có loại nho này, nho mới nhất, nho hồng. Nho hồng ngón tay của Nhật Bản trồng tại Việt Nam. Rồi nho xanh và nho đỏ.